đầy sức sống hòa tình đời, tình phơi phới mừng ngày về tràn đầy tin tưởng, đầy sức sống hòa tình đời, tình phơi phới mừng ngày về tràn đầy tin tưởng. Đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp hôm nay, một, ổn định tổ chức trao cờ, hai, giới thiệu đại biểu, ba, đọc quyết định thành lập ban đón nhận hài cốt liệt sĩ, bốn, đọc quyết định phủ quân kỳ, năm, đọc tiểu sử tóm tắt của liệt sĩ, sáu, đại diện hội đồng hương đọc lời điếu, bảy, đại diện gia đình lên đọc lời cảm ơn, tám là lễ dân hương, chín là lễ di quan. Xin kính mời các đồng chí lùi phía sau hai bước. Tất cả chú ý. Trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi. Kính thưa quý vị đại biểu, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây nhằm tri ân các liệt sĩ, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành xã Nghi Lâm long trọng tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp đã hy sinh vì sự nghiệp chiến tranh bảo vệ Tổ quốc phía Bắc. Hài cốt của liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nay gia đình và họ tộc có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang xã nhà. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Xuân Tý, Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Chu, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Phan Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các ban ngành cấp xã, đại diện Ban Liên lạc Hội Thanh niên Xung phong, Hội Nạn nhân chất độc hóa học đường Trường Sơn, Hội Khuyến học, các đồng chí là Ban Liên lạc Hội đồng hương nhập ngũ 585, cùng toàn thể cán bộ nhân dân xóm 6, anh em họ tộc của liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Tiếp theo chương trình, tôi xin đọc quyết định thành lập ban đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Nghi Lâm, ngày 10 tháng 12 năm 2016, số 07 QĐUB, quyết định về việc thành lập đón nhận hài cốt liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lâm,
căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 2015, căn cứ vào quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đón nhận hài cốt liệt sĩ, xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban và Ban Chính sách xã Nghi Lâm, quyết định điều 1 thành lập ban đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp gồm các ông bà sau đây: 1. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã làm trưởng ban; 2. Ông Nguyễn Văn Giáp, cán bộ chính sách xã làm ban viên; 3. Ông Vũ Đình Đồng, cán bộ văn phòng làm ban viên; 4. Ông Nguyễn Hải Nam, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã làm ban viên; 5. Ông Nguyễn Văn Hồi, cán bộ văn hóa xã ban viên; 6. Ông Trần Bá Nhiệm, chủ tịch hội cựu chiến binh xã làm ban viên; 7. Ông Trần Công Lương, chủ tịch hội nông dân xã làm ban viên; 8. Bà Nguyễn Thị Hải, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã làm ban viên; 9. Bà Nguyễn Thị Xoan, bí thư đoàn xã làm ban viên. Điều 2. Ban đón nhận có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ chú đáo, nghiêm trang và đúng quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Phan Văn Hiếu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Bá Nhiệm, chủ tịch hội cựu chiến binh xã lên đọc quyết định phủ quyết kỳ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hội cựu chiến binh huyện Nghi Lộc, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Nghi Lâm, số 171 QĐ-CGB Nghi Lâm ngày 10 tháng 12 năm 2016, căn cứ vào Nghị định 62/2001 NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ, căn cứ vào thông tư số 114/2005 BQV ngày 1 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng Bộ Nội vụ để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Hội cựu chiến binh đối với công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Quyết định điều 1 quyết định phủ quân kỳ lên linh cữu liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1964, nơi sinh xóm Nam Sơn, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ ngày 28 tháng 2 năm 1985, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị dê bộ tiểu đoàn 8, trung đoàn 14, sư đoàn 33, quân khu 2. Hy sinh ngày 22 tháng 10 năm 1986 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Nay được chuyển về cải táng tại nghĩa trang quê nhà. Điều 2, đồng chí chi hội trưởng và chi hội cựu chiến binh số 6 có trách nhiệm phối hợp với hội đồng hương cử bốn đồng chí bàn chiến đấu cùng đơn vị túc trực bên linh cữu đồng chí liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp và phủ quân kỳ. Điều 3, đồng chí chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh số 6 thuộc hội cơ sở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chịu quyết định thi hành thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Nghi Lâm, chủ tịch Trần Bá Nhiệm. Thank you.
tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, lên đọc tiểu sử tóm tắt liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Kính thưa gương hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân bàn hiếu gần xa cùng thân nhân gia quyến, đại diện ban tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ, tôi xin đọc tiểu sử tổng tắt của liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, nghi Lâm Xà, nghi Lộc Quyền, nghề Hán Tính. Tiểu sử tổng tắt của liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp sinh ngày 14 tháng 7 năm 1964 tại xóm Nam Sơn, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đồng chí sinh ra một trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Cha mẹ đồng chí sinh nhà được 10 người con, 4 trai, 6 gái. Khi đồng chí sinh ra vừa tròn 2 tuổi, thương thay mẹ đồng chí qua đời. Đồng chí được cha và các anh chị nuôi dưỡng cho ăn học. Đồng chí là một người con ngoan, chăm lo học hành, hăng hải tham gia các phong trào đoàn đội ở địa phương. Đồng chí sinh ra và lớn lên khi đất nước ta đang bị bọn giặc Mỹ tàn phá. Khi đồng chí vừa tròn 11 tuổi thì đất nước chúng ta được hoàn toàn giải phóng, hai miền Nam Bắc xung họp một nhà. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân, thương thay đất nước chúng ta vừa hòa bình chưa được bao lâu thì đã xảy ra hai cuộc chiến tranh ở biên giới phía Nam và phía Bắc. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã lên đường nhập ngũ. Đồng chí nhập ngũ ngày 28 tháng 2 năm 1985 tại D8M4F33 quân khu 2. Qua quá trình huấn luyện và chiến đấu, đồng chí đã được đơn vị tặng giải khen chiến sĩ giỏi. Thương thay trong một trận đánh oanh liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 22 tháng 10 năm 1986 tại mặt trận phía Bắc. Tha nơi đồng chí ra đời, đồng chí hy sinh đã lâu rồi, nay được đưa về quê cha cả táng. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cấp xã cùng gia đình và dòng họ bà con lối xóm bàn hiệu gần xa thắp nén hương thơm dâng lên hương hồn đồng chí. Thời liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nhờ từ xưa đất nước bị quân thù dày xéo, đồng chí đã hăng hải lên đường tổng quân nhập ngũ để lại cha già đếm nửa ngày mong. Thế rồi vì đất nước, đồng chí đã ngã xuống cho hôm nay đất nước quê hương được thanh bình đổi mới. Thời hương hồn liệt sĩ của Nguyễn Văn Giáp sau 30 năm xa cách đến nay đây giữa quê hương, người hương đồng giò nồi, lãnh đạo địa phương, gia đình, dòng họ, bàn hiệu thần cha đã rước và đưa anh về. Cỏ hoa thơm quá ngọt, khói hương ngọt ngào, lòng thành toàn đảng, toàn dân nhớ ơn liệt sĩ, ghi danh sổ vàng, tạc bia đá, xây tường đài ghi nhớ, cầu mong cho anh, hương hồn anh được yên giấc dưới chín suối ngàn thu, vĩnh biệt anh. Để tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp và các liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, tôi đề nghị toàn thể các trường chúng ta dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu đại diện Hội đồng hương nhập ngũ cùng liệt sĩ lên đọc lời điếu. Alo. Xin kính mời các đồng chí đồng hương ở mặt trận Vị Xuyên
chúng ta vào phía trước. Bài văn tưởng niệm của Hội đồng Hương cùng chiến trường Vị Xuyên, Hà Tuyên của liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Giáp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa gia quyến và thân nhân của bạn, đồng kính thưa tất cả mọi người có mặt hôm nay. Hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2016, tức là ngày 12 tháng 11 năm Bình Thân, tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Lâm long trọng tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, về quy tập tại nghĩa trang quê nhà. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp sinh ngày 14 tháng 7 năm 1964 tại xóm Nam Sơn, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ tháng 2 13 tháng 2 năm 1985. Đồng chí Giáp sinh ra trong một gia đình có 10 anh chị em. Đồng chí là con trai út trong gia đình. Trong những năm đất nước còn nhiều khó khăn, thù trong giặc ngoài đánh phá Việt Nam, phá hoại miền Bắc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bạn đã cùng chúng mình 29 thanh niên trong toàn xã lên đường tòng quân nhập ngũ khi tuổi còn xuân xanh 19 đôi 10. Bạn lớn lên trong một gia đình có 10 anh chị em. Mẹ bạn mất sớm lúc bạn vừa tròn 2 tuổi. Lớn lên trong tình cảm ấm êm của cha và các anh chị, bà con xóm làng đùm bọc che chở, bạn đã trưởng thành. Nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bạn đã tình nguyện viết đơn xin gia nhập vào hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam để cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 29 đứa bạn ra đi, nay chỉ còn 27 người trở về. 2 đứa bay ở lại chiến trường xa. Bạn Giáp ơi, bạn Trương ơi, hôm nay đây tiến đưa bạn Giáp về nơi quê nhà. Nay về đây chỉ còn nắm xương gói gọn trong lá quốc kỳ, trong vòng tay anh em bạn bè họ hàng thân thiết, biết nói gì đây khi giọt lệ tuôn trào. Kính thưa hương hồn các liệt sĩ xã Nghi Lâm, với các hương hồn liệt sĩ quê hương ơi, nhớ thuở xưa non sông bị giặc ngoài xâm dày dẻo, các anh theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ, nào xá chi nguy hiểm tấm thân. Trong đó có đồng hương chúng tôi là Nguyễn Văn Giáp, anh đã tình nguyện ra chiến trường diệt giặc, mang trong mình dòng máu quê hương. Anh đã cùng đồng đội lấy đại nghĩa thắng cường bảo hung tàn, lấy thế ít địch nhiều, dựa thế núi rừng biên cương hợp trợ nơi quê hương đất lửa Vị Xuyên, đã chiến đấu kiên cường dũng cảm, làm cho lũ giặc phương Bắc phải bạt vỉa kinh hoàng. Trong một lần xung trận, anh đã anh dũng hy sinh. Đó là ngày 22 tháng 10 năm 1986. Với niềm tiếc thương vô hạn của đơn vị, đồng hương và đồng đội, bạn đã ra đi ở tuổi 22, khi tuổi còn non trẻ. Từ đó tới nay đã tròn 30 năm với biết bao nỗi thương đau của gia đình, họ hàng, quê hương, bạn bè và đồng đội. Hôm nay đây đón rước bạn về với quê hương, với gia đình, dòng tộc, thân thương, khi quê hương trên đà đổi mới, điện đường, trường tạm, khang trang.
anh em con cháu, đồng hương và toàn dân đang ra đây đón rước bạn về. Hoa thơm quá ngọt, khói hương ngạt ngào. Hỡi bạn Nguyễn Văn Giáp ơi, khi Tổ quốc trong cơn bão lửa, lúc non sông tám họa chiến tranh, chí anh hùng về nước quên thân, cũng có lúc nắm gai nếm mật. Nhờ những lúc nắng núi mưa ngàn, quyết quên mình vì Tổ quốc vinh quang, làm rạng rỡ cho non sông đất nước. Tượng đài Tổ quốc ghi công, cả dân tộc mang ơn anh muôn thuở, nơi chiến trường vì nước quên thân, lòng thành kính chúng tôi thương tiếc đồng hương vô hạn. Chỉ làm trai là để lại dấu thiêng, để cho gia đình, cho quê hương nước thịnh nhà yên, đoàn kết sum vầy. Chúc bạn sủi vàng yên giấc ngàn thu, vĩnh biệt và vĩnh biệt bạn. Để tưởng nhớ công ơn từ biển của bạn Nguyễn Văn Giáp, hồi đồng hương vì xuyên Hà Tuyên, cùng toàn thể mọi người xin dành một phút mặc niệm. Tất cả chú ý. Phút mặc niệm bắt đầu. Tôi. Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đại diện gia đình lên phát biểu lời cảm ơn. Kính thưa các vị lãnh đạo Đảng, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ban ngành cấp xã, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân hai xóm 6 và xóm 10, thưa các đồng chí là anh em Hội đồng Hương nhập ngũ của đồng chí Nguyễn Văn Giáp, cùng bà con anh em họ tộc, thông gia nội ngoại, bà con xóm giềng lân cận, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cho phép gia đình họ tộc chúng tôi đưa hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp là em ruột của gia đình chúng tôi đã hy sinh tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1986. Hôm nay gia đình họ hàng, anh em, bà con cháu đã đưa hài cốt về mai táng tại nghĩa trang trang liệt sĩ xã nhà. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân hai xóm, anh em họ hàng, Hội đồng Hương đã về dự lễ và tổ chức long trọng và tiến đưa cháu, em, chú, cầu chúng tôi về nơi an nghỉ tại nghĩa trang của quê nhà. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có gì thiếu sót, xin được mọi người trong hôn trường miễn thứ và rộng lòng thông cảm cho gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin cảm ơn và chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là lễ dâng hương. Xin kính mời lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lâm lên dâng hương. Ông chị thập hương khẩn trương đây. Chị ơi. Của liệt sĩ lên dâng hương.
nhân dân xóm 6 và các xóm lân cận lên dâng hương. Mẹ Việt Nam ơi, xin
Thương lòng gì màu không vui, mẹ ước mơ
nghĩa trang bốn mùa hương khói để mẹ yên lòng trước lúc đi xa. Suối khe nào vặng bóng người qua, bao năm rồi anh có lạnh không, qua đồ nào nơi anh đang xuống, đồng đội chôn anh vội vã đường anh muốn cho non sông thống nhất một mùa xuân. Người lính ra trên vết thương dành dùm đồng lương đi tìm đồng đội, đường mòn nơi chiến trường xưa ấy, rừng Trường Sơn đông nặng tay mưa. Người lính ra trên mình đầy vết thương dành dùm đồng về xưa còn bao câu hỏi, vết thương lòng gì màu không vui. Mẹ ước mơ chỉ một lần được thấy anh xếp hàng bên đồng đội trong nghĩa trang bốn mùa hương khói để mẹ yên lòng trước lúc đi xa. Người lính trên mình đầy vết thương dành dùm đồng lương đi tìm đồng đội, bạn bè xưa còn bao câu hỏi, vết thương lòng gì màu không vui. Mẹ ước mơ chỉ một lần được thấy anh xếp hàng bên đồng đội trong nghĩa trang bốn mùa hương khói để mẹ yên lòng trước lúc đi xa, trong nghĩa trang bốn mùa hương khói để mẹ yên lòng trước lúc đi xa. Ngồi ôm sung ngắm sông
giây